Hôm nay Quốc xin chia sẻ với các bạn. Quốc đang ở quận Nhất, ở đường Nguyễn Trãi quận Nhất. Tại vì có nhiều khi các bạn Việt Kiều đó, các bạn về Việt Nam, các bạn thấy cái mấy cái người bán hàng rong á, các bạn hiểu lầm là mấy cái người này họ thiếu thốn. Nhưng mà trên thực tế đó, mình ở sớm với các bác này. Bác này bác có đứa con gái đi qua Mỹ thời trước năm khoảng chừng năm 1975 đó, lúc mà Sài Gòn bị mất nước đó. Thì hiện bây giờ nè, con của các bác này ở bên Mỹ có tổng cộng 4 cái tiệm nail. Con rể của bác bị ung thư vừa qua đời, để là cái bảo hiểm ở bên Mỹ là đâu một khoảng chừng gần 1 triệu đô la. Nhưng mà Quốc muốn chia sẻ với các bạn, các bác này rất là hay. Bác ở đây bán hàng rong, bán cà phê ở một cái hẻm. Nhưng mà tuyệt đối các bác này không bao giờ thích nhờ giả con cái ở bên nước ngoài cho tiền. Đó thì bây giờ tại vì mình không có muốn đi tới gần nói chuyện cho bác ngại, mình giới thiệu trước, bây giờ mình đi tới nha. Đi tới quay bác, cái bác này đó đứng bán cà phê vậy. Mà các bạn biết nha, cái bác này khá lắm á. Đó, bác khỏe không bác? Chừng nào nghỉ tới bác? Tết nhất rồi, con gái bên Mỹ có gọi về thăm gì không? Xe ô tô hả? Máy định mua chiếc máy 100 triệu bác. Tiền bảo hiểm chồng chết hả? Bữa hổm nghe bác nói gần 1 triệu đô hả? Rồi có gửi về cho bác gì không? Về hả? Bà nghe nói tiệm nail của con gái bác ở bển là một tuần cũng mấy chục ngàn đô á. Ừ, đắt lắm. Bốn tiệm mà. Nó đắt lắm. Người ta ơi, nó đắt lắm. Tại ở bên đây đi cúng cho nó đó. Dạ. Yeah.